Kính chào quý thầy cô và các bạn sinh viên thân mến. Hôm nay Thư viện Truyền Cảm Hứng phối hợp với câu lạc bộ đồng hành cuốn sách xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn sinh viên cuốn sách mang tên 50 ý tưởng kinh doanh đỉnh nhất của tác giả Anh Wallace. 50 ý tưởng kinh doanh đỉnh nhất là một cuốn sách hướng dẫn hữu ích và cung cấp cho độc giả một danh sách đa dạng các ý tưởng kinh doanh tiềm năng. Tác giả Anh Wallace đã tổng hợp một tập hợp các ý tưởng sáng tạo và khác biệt trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh doanh trực tuyến đến dịch vụ và sản phẩm hàng hóa. Cuốn sách này rất hữu ích cho những người quan tâm đến việc khởi nghiệp và muốn tìm kiếm cảm hứng cho ý tưởng kinh doanh của mình. Từ những ý tưởng truyền thống đến những ý tưởng sáng tạo mới, sách mang đến sự đa dạng và khám phá cho người đọc. Mỗi ý tưởng được trình bày một cách ngắn gọn và dễ hiểu, đi kèm với những ví dụ và lời khuyên thực tế để giúp độc giả hiểu rõ hơn về cách thực hiện và phát triển ý tưởng đó. Tác giả cũng cung cấp thông tin về các xu hướng thị trường, tiềm năng tăng trưởng và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến ý tưởng kinh doanh. Tóm lại, 50 ý tưởng kinh doanh đỉnh nhất là một nguồn thông tin hữu ích cho những ai quan tâm đến khởi nghiệp và tìm kiếm ý tưởng kinh doanh mới. Cuốn sách cung cấp một danh sách đa dạng các ý tưởng kinh doanh tiềm năng và đưa ra lời khuyên thực tế để giúp độc giả tiến xa hơn trong việc xây dựng kinh doanh thành công. Cuốn sách 50 ý tưởng kinh doanh đỉnh nhất của tác giả Anh Wallace đã có mặt tại Thư viện Truyền Cảm Hứng. Kính mời quý thầy cô và các bạn sinh viên cùng đón đọc.